Vâng, chào các bác nha. Cuối tuần về được hai sản phẩm các bác. Về hai được hai sản phẩm nhưng mà đẹp lắm nha. Một con Amley Lukman đèn lợi 33 gold. Đẹp ngất ngay, mới keng, và một cặp loa Boss 301 AV monitor. Thì 301 AV monitor nổi tiếng về sự bền bỉ và lực đánh rất là tốt. Với thiết kế gọn gàng và một cái logo Boss rất là to để các bác có thể trưng bày. Đây là 301 AV chì đỏ. Mang công suất là 150W trên một thùng nên loa có độ nặng khá nặng và thiết kế kết cấu nó cũng rất là dày, gấp đôi so với những dòng đời trước. Nên con này các bác chơi những dòng âm ly công suất lớn hoặc là chơi đẩy đều ok. Chơi đẩy thì lực đánh nó sẽ khỏe hơn nha các bác. Đấy. Tiếng bát con này thì nó thiên về mạnh dữ nha, lực. Giá cặp này em đang giao là 12.200.000 bao gồm phí ship nha các bác. Hàng là đẹp keng luôn. Găng là găng zin luôn nha các bác. Đẹp keng từ A tới Z. Những con này các bác nghe nhạc hát karaoke gia đình tuyệt vời luôn. Tới nên mở cái xe. Đây là con Amley đèn quốc dân ở phân khúc trên 20 của Lukman. Con này đẹp cứng luôn nha các bác. Lukman lợi 33 gold. Sở yếu là bóng là 6C A7 L34 theo máy nha. Đây máy rất là mới luôn. Con này em đang giao là 22.500.000 nha. Bác nào lấy thì alo. Máy nguyên zin và nó mới keng ạ. Này các bác thấy đít con này. Cái đít này, cái đít thế này là các bác thấy độ phê rồi. Ốc ác này, bạn ươm. Mạch không tì vết nha. Con này mạch vàng gold không tì vết luôn. Các bác này về đánh loa toàn giải hoặc là những dòng loa JB Bass 30 đó lại nha. Còn nếu mà loa tăng noise độ nhẹ cao chính máy decibel là chơi Bass 40V4. Còn đối với những con đèn thì các bác đánh 89 dB trở lên. Loa JB thì chơi bắt 30 đô lại. 4312L100 Canturi rồi. Còn các bác nào đang sở hữu những cặp Antet rồi. Bắt 40 đồ kèm hàm kèn rồi quánh những con này rất là hay nhỉ nha. Con này giá 22.500.000 nha. Lukman LX33. Một model gọi là quốc dân ở phân khúc trên 20 của Lukman. Rồi, khui cái canh ra cặp robot này để các bác cùng xem. Giá 12.200.000 nha. Đây các bác. Gân dinh luôn nha, gân dinh. Cổ từ của dòng AV nó sẽ to hơn cổ từ series 2, series 3 rồi nha các bác. Từ đó từ bọc đồng rất là to. Hai lo chét, nguyên con mút luôn này các bác. Bọc thép quân đội này. Nguyên con mút cơ giới luôn này. Nhìn tiếng lo này các bác, gân dinh nha. Cặp này là 12.200.000, nếu chuyển khoản đủ là em tính 12. Còn cọc tiền cọc giúp em khoảng 1 triệu trở lên nha. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.